Châu đang trên đường quay lại. Kiên đi có đó. Trời ơi, người ta mặc áo hở vậy cũng quay. Có hở đâu Kiên. Hở nguyên một đống hở. Đây đã chưa được cây số nữa.
rác hả? Trời hết mưa rồi, mưa râm hết rồi, đỡ rồi, mưa tí xíu rồi. Có mũi cắn không ta? Tùm kín mít là nó có mũi chứ không? Cái chỗ này dùng cái cây khô. Quay đưa lên mạng luôn, gấp luôn á. À quay cây chổi chứ không quay anh. À, quay cây chổi này nó làm bằng cái cây khô, quét lá đưa lên. Anh ngại ngùng quá, anh không vô, không chịu vô video gì hết trơn. Ngồi nghỉ mệt tí đi. Ướt. Ai à, chừng nào gãy thì tính. Không đến nổi đâu. Kìa ông ra kìa, ông ra tới kìa. Quá vàng ha. Quá vàng bắt Tân Dương tí ha. Lấy xe để túc bên ngôi đức kế. Rồi. Chưa. Rồi ok. Rồi. Để xe chạy này, lần đầu tiên có người chở mình đi đây để mình quay video đây. Trước tới giờ mình toàn là tự xử không à. Một mình chạy không mình quay á. Quay cái đó thì đó. Ngay chỗ Medin Boy á. Medin Boy là cái tòa ông gì Trần Hưng Đạo á. Cái mà đường Ngô Đức Kế gì đó. Ngô Đức Kế thì cái cô á. Không, phía dưới ấy, nó đụng với Hàm Nghi, đụng với Tôn Đức Thắng á. Đối diện với lại ga tàu điện á. Ga xe bus á. Nó ở phía bên đây nè. Chị ổng, thương chị ổng. Em đâu biết đường đi đâu. Cha, nó tới đó hả, nó không có nhích ra được. Còn cái điện thoại à, bây giờ chở mình ra tới ga xe bus là được rồi. Rồi mình đi bộ qua. Xe bus đường sông á. Không biết à. Ừ, ra xe bus đường sông mình đi bộ qua. Hoặc là tới ngay tượng Trần Hưng Đạo, tòa mê lên voi cũng được. Không phải. Đó là nằm đối diện ha. Nằm đối diện thôi, nhưng mà mình mở bé bên tòa nhà. Cái đường mà gặp cái đường Lê Thánh Tôn nó kêu bằng đường gì qua rồi. Cái đường mà gặp đường Lê Thánh Tôn là tôi là Ngô Đức Kế. Hai gì á, cái ga đường thủy đó, nó ở bên đây đúng không? Ừ. Đối diện đó. Đối diện nó nằm ở bên kia đường. Thank you.
nãy em một lần em còn rút cái chân lên trái rồi cái chân em đi luôn. Cái chân xém rồi, trời ơi, cuốn xe nó đụng nhau. Thank you.
vòng 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 qua nha, vòng 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 qua cái không, không, này nè. Em chỉ xử lý. Nè, mình vòng qua đây nè, vòng qua tượng đài ông này nè. À, vòng qua tượng đài ông nè. Đài ông Trần Đạo nè. Con có thể không? Xin đường, xin đường, xin đường. Đây, rồi. Nói chung đàn ông chạy là ổn. Lý Hiền chạy lúc nào quá, trời ơi, lúc nào lên, mình cũng phải ngồi mình canh bên đó qua đây. Mình bây giờ tay luôn. Đã nói là ăn chơi không sợ mưa rơi. Rồi đi, rồi đi no video quá trời. Để đâu rồi? Đây đây, đây em sẽ quẹo xuống đây. Quẹo xuống đây, phải không? Xuống quẹo xuống đây nào. Ta nghĩ hết trơn rồi. Không biết khi còn để sao nhau. Rồi. Chờ thêm xíu nữa, hồi nãy em lội bộ từ đây. Trời ơi, cái nó mạo hiểm. Đây có chữ xin băng á. Quẹo quẹo, dừng ngay chưa chữ xin băng. Đây nè, phải không? À, đây biết xin băng chưa? Đây nè. Không phải, không phải. Không anh. Ủa? Nãy mình hình như sai rồi. Hình như bên kia rồi. Bên kia rồi, không? Không, không, phải lên lên trên nữa, cái hẻm bên kia rồi. Quay lại à, à không, ừ, quay lại. Ủa, phía này mấy xin không ta? Trong kia ta. Trời ơi, cái chân em hút mấy chỗ gác nó mỏng á. Tới rồi, ta tới rồi, sắp tới rồi. Tới rồi, 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 trời ơi. Lại luôn. Rồi, đúng rồi, ngay đồng hồ, ok. Thanh Kiều bác. Rồi, tìm được chỗ gửi xe để lấy xe đi về. Đấy rồi. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Đây. Ây da. Đây, Thanh Kiều. Cảm ơn. Dừng video ở đây ạ.